Hôm 25 tháng 4, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga cho hay, một trận chiến hủy diệt giữa tầng lớp tinh hoa chính trị Mỹ và các nhóm kinh tế có thể dẫn đến việc một số bang tách ra. Kịch bản như vậy rõ ràng có thể xảy ra. Theo ông, một số bang Mỹ đã khoe về sự độc lập của họ trong các vấn đề rất nhạy cảm, như quyền áp dụng án tử hình với tội phạm và các vấn đề kinh tế. California và Texas đã yêu cầu được đi theo con đường riêng. Cho đến gần đây, kịch bản như vậy bị coi là vô lý hoặc rất kỳ lạ. Tuy nhiên, Texas đã đặt nền móng tổ chức trưng cầu dân ý khi đảng viên Cộng hòa trong bang soạn thảo dự luật về nền độc lập Texas, dự luật tự tổ chức trưng cầu dân ý. Tôi không biết tất cả các bạn cảm thấy thế nào, nhưng cá nhân tôi sẽ ủng hộ Texas, và chúng ta sẽ xem họ có thể đưa ra giải pháp thú vị gì. Ông cũng cho rằng, thế giới đang chứng kiến sự suy thoái ngày càng trầm trọng của giới tinh hoa chính trị Mỹ, khi quyền lực thực sự rơi vào tay chính quyền ngầm, dù bề ngoài được điều hành bởi những người không chuyên rất biết thuyết phục, nhưng hoàn toàn vô dụng. Theo Medvedev, tỷ phú Elon Musk có cơ hội thắng áp đảo nếu ra tranh cử tổng thống. Tuy nhiên, thực tế Musk không thể tranh cử tổng thống vì được sinh ra ở Nam Phi, không phải ở Mỹ. Texas từng một lần tách khỏi liên bang. Sau khi trở thành một bang vào năm 1845, Texas tách khỏi Mỹ và tham gia vào Liên minh miền Nam năm 1861. Sau cuộc nội chiến và tái thiết, Texas quay trở lại liên bang vào năm 1870.